Hôm nay chúng ta sẽ cùng con hàng 2kg này hủy diệt hết các món ăn tại Hà Nội nhé. Và trước khi bắt đầu chuyến đi này thì có một câu mà tôi muốn các bạn phải nhớ, đó chính là tương ớt chin su, vạn món ngon bùng vị. Hà Nội không vội được đâu. Đó là câu nói mà có lẽ ít nhất bạn đã nghe một lần trong đời. Thế thì hãy cùng bắt đầu chuyến đi này với cả một quán ăn đúng nghĩa là chill và không hề vội. Bánh dày cô Hải Nguyễn Bình Khiêm. Không phải ngẫu nhiên mà bánh dày cùng với cả bánh chưng đã trở thành hai món ăn nằm trong truyền thuyết của Việt Nam. Miếng bánh dày trắng tròn cực dai và cực dẻo, ôm bên trong mình là một miếng giò lụa hay là một miếng chả mỡ thôi là đã đủ hấp dẫn chinh phục mọi người con đất Việt rồi. Ngoài bánh dày ra thì cô còn bán cả bánh giò nữa. Và các bạn biết gì không? Tương ớt chin su rất hợp với các món ăn như thế này, dưới lên hoặc là chấm cùng với cả tương ớt chin su thì thực sự đó là bùng vị luôn đấy nhá. Khách đến ăn bánh dày của cô Hải thì phần lớn là khách quen, người thì tạt qua ăn vội cái bánh dày rồi vào ca làm, người thì đi ô tô ghé qua mua tạo cái bánh giò full topping. Đó là những cái minh chứng rõ ràng nhất cho chất lượng đến từ giò chả cũng như là đến từ những chiếc bánh của cô Hải. Số 14 Nguyễn Bình Khiêm. Tạm biệt quán bánh dày truyền thống thì chúng ta hãy cùng đến với cả một khung cảnh khác. Tráng miệng thật là nhẹ nhàng cùng với cả một bát nộm bò khô thì sao? Không quá khét tiếng với cả cộng đồng mạng, nhưng mà hàng nộm tép béo ở phố Nguyễn Thiệp này cũng là một lựa chọn quà chiều vô cùng hấp dẫn khi mà bạn có ghé qua phố cổ đấy nhá. Nộm ăn cùng với cả bò khô, dạ dày lá lách, loáng thoáng đâu đó là một chút lạc và rau thơm khá là hấp dẫn, và tất cả lại còn được chan hòa với nhau trong một bát nước mắm chua ngọt dịu nhẹ. Trời ơi, tất nhiên thì tôi sẽ đòi hỏi ở bát nước mắm này thêm một chút vị cay nữa thì nó mới chân thiện mỹ được. Nên là hãy để chai tương ớt chin su 2kg này làm cho mọi món ăn bùng vị đi ạ. Thực sự là có thêm một ít vị cay nữa vào để hương vị nó đủ ngay. Bát nộm bò khô của các bạn sẽ trở nên ngon hơn bao giờ hết thề. Ôi thế quà chiều thì cũng ăn rồi, thế còn tối thì ăn ở đâu hả Lê ơi? Nem nướng Ấu Triệu, nổi tiếng với sự phân tranh giữa hai thế lực quán cùng bán nem nướng ở nơi đây, ghế xanh và ghế đỏ. Trước khi đến đây thì bạn hãy chọn trong đầu cho mình một màu trước, bước đi dứt khoát, không nhìn ngang nhìn dọc để tránh những hiểu lầm không cần thiết trong suốt quá trình ăn. Và vì tôi thích màu đỏ nên là phải nói là một cái mẹt nem nướng và dàn hai nem rất là thịnh soạn đấy. Cứ mà món gì thì cũng vậy, phải cay cay một chút thì nó mới đã. Và bạn cũng biết tôi đang làm cái gì rồi nên là đừng có giả vờ. Khung cảnh buổi tối ngồi trên con phố Ấu Triệu ăn một mẹt nem nướng vô cùng hấp dẫn với cả bạn bè, thi thoảng lại đưa mắt ra ngắm view nhà thờ cùng với cả dàn trai xinh gái đẹp đang chụp ảnh check in ở trước đó, thì quả là một trải nghiệm vô cùng hiếm có, khó tìm. Một buổi tối thực sự là chilling đấy. Và đó là ba quán ăn mà tôi nghĩ là các bạn nên thử khi đến với Hà Nội. Tuy nó không phải là những cái món ăn thực sự là signature của thủ đô như kiểu là phở bò hay là bún chả, tuy nhiên thì cái không khí mà những quán ăn này đem lại thì tôi nghĩ đó là những cái trải nghiệm cũng vô cùng thú vị và rất là đáng để thử. Và điều quan trọng nhất thì bạn không biết là cái gì không, đó chính là con hàng 2kg ngay trên tay tôi đây, tương ớt chin su vạn món ngon bùng vị. Thế nhá.